Focus RC2 Test 2. Câu 147 đến câu 148, đây là một cái thông báo ha. Câu 147, điều gì được mention, được đề cập về cái gara đổ xe B về từ khóa chính là Parking Garage B Form nào? Xe bán trước nha câu A. Nó gần đây đã được repair, sửa chữa, câu B. Cái service booth và dịch vụ của nó đã được relocated, được di dời, được đổi chỗ. Câu C, nó sẽ được enlarge, mở rộng ra để mà chứa được nhiều xe hơn. Câu D, nó có thể không được sử dụng trong một khoảng thời gian. Câu đầu tiên mình dạy từ đầu luôn em nhé. Ở đây form nào có từ parking garage B nè, đọc câu này nha. Cái gara đậu xe B á, của cái sân bay này sẽ được đóng cửa để mà sửa chữa về mặt cấu trúc. Và cái việc sửa chữa này được dự đoán là mất 6 tháng. Có một cái đáp án là sửa chữa là câu nào vậy em? Câu A phải không? Nhưng nếu vội vàng đánh câu A là coi chừng bị sai. Bởi vì câu A á, nói rằng nó gần đây đã được sửa chữa, người ta dùng thì hiện tại hoàn thành, có nghĩa là đã xảy ra rồi em. Trong khi đó trong bài đọc lại dùng thì hiện tại đơn, có nghĩa là vẫn chưa có xảy ra, vẫn chưa có sửa chữa, phải không nào? Vậy câu A là sai nha. Rồi đọc tiếp thêm một câu nữa đi em. Những vị khách thì có thể đổ xe ở cái gara A hoặc là một trong những địa điểm ở bên ngoài sân bay. Phải có nghĩa là sắp tới á, cái gara B này nè em, nó sẽ đóng cửa để mà sửa chữa trong vòng 6 tháng. Và trong 6 tháng này á, thì cái gara B sẽ không có được sử dụng, mà thay vào đó sẽ sử dụng cái gara A và những cái địa điểm ở bên ngoài cái sân bay, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, câu đi phải không? Nó không thể được sử dụng trong một cái khoảng thời gian. Và một khoảng thời gian ở đây có thể là 6 tháng sửa chữa ha. Ok. Câu 148, cái điều gì được cung cấp cho những vị khách của sân bay mà sử dụng bởi đầu xe Wells Parking Lot? Về từ khóa chính là Wells Parking Lot Form nào? Xe bán trước nha câu A. Những cái vé, những cái thẻ đỗ xe miễn phí, câu B. Cái sự đưa đón đến cái lối vào, cổng vào của ga, câu C. Pickup points, những cái điểm đón khách additional thêm, câu D. Lịch trình cho những chuyến xe buýt ở địa phương. Rồi bây giờ mình sẽ cùng vào xem từ khóa Wells Parking Lot đang ở vị trí nào nhé. Ở đây form nào, rồi đọc câu này em nha. Management, ban quản lý của sân bay đã double, đã tăng gấp đôi cái số lượng những chuyến xe buýt từ mỗi cái bãi đậu xe ở bên ngoài, bao gồm bãi đậu xe Wells Parking Lot và Aviation Row Parking Lot. Đâu có đáp án nào là tăng số lượng xe buýt đâu, phải không nào? Chỉ có câu C là tăng điểm đón thôi, mà mình đâu có thấy, phải không? Đọc tiếp nha. Những cái tuyến xe buýt của chúng tôi á, thì sẽ pick up, sẽ đón khách ở gần cái quầy dịch vụ khách hàng của mỗi bãi đậu xe. Chưa đáp án luôn, đọc tiếp nha. Cái điểm đón và thả khách á, cho cái ga của sân bay là ở cái cổng chính, cái cửa chính của ga A. Và tất cả những cái tuyến xe buýt này là miễn phí và sẽ chạy liên tục suốt cả ngày. Phải có nghĩa là cái sân bay này đang cung cấp cho khách hàng của sân bay những cái tuyến xe buýt miễn phí để mà đưa đón khách hàng đi lại giữa hai nơi là những cái bãi đậu xe ở bên ngoài sân bay và đến những cái cổng chính, những cái cửa chính của ga A. Phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? Câu A là có miễn phí, nhưng câu A là gì em? Những cái thẻ, những cái vé đổ xe miễn phí là sai, không có, phải không nào? Đáp án là câu B ha. Cung cấp cái sự đi lại, cái sự đưa đón đến cái cổng vào, cái lối vào của nhà ga, được không nào? Ok. Sơ cùng nhau hãy tóm lại những từ rất quan trọng trong bài này các em nhé. Đây là một cái thông báo từ sân bay Walters Memorial ngày 12 tháng 3. Cái gara đổ xe B của cái sân bay này sẽ được đóng cửa để mà sửa chữa về mặt cấu trúc. Cái việc đóng cửa được dự đoán là mất 6 tháng. Những vị khách có thể đổ xe ở cái gara A hoặc là một trong những cái facility. Mình có từ facility là cơ sở hoặc là địa điểm ha. Cơ sở hoặc là địa điểm. Hoặc là ở một trong những cái địa điểm ở bên ngoài sân bay. Ban quản lý của sân bay đã double, đã tăng gấp đôi cái số lượng những cái chuyến xe buýt đường ngắn từ mỗi cái parking lots là bãi đậu xe đấy em. Từ mỗi cái bãi đậu xe ở bên ngoài sân bay, bao gồm bãi đậu xe Wells Parking Lot và bãi đậu xe Aviation Row Parking Lot. Những tuyến xe buýt của chúng tôi đó thì sẽ pick up là đón nè. Đón ai đó ha. Thì sẽ đón passenger là hành khách. Những người đi tàu, đi xe, đi máy bay được gọi là passenger ha. Thì sẽ đón khách ở gần cái booth. Mình có từ booth là quầy hay là gian hàng đó. Ở đây có nghĩa là quầy ha. Ở gần cái quầy dịch vụ khách hàng của mỗi bãi đậu xe. Cái điểm pick up là đón khách và drop off là thả khách xuống xe đây. Mình có từ drop off là thả xuống xe ha. Điểm đón khách và thả khách xuống xe đó cho cái terminal. Mình có từ terminal là ga đón khách trong sân bay đó. Cho cái ga ở sân bay thì được tọa lạc hay là nằm ở phía trước những cái lối vào, những cái cổng chính của cái ga A. Tất cả những cái tuyến xe buýt thì miễn phí và sẽ chạy liên tục throughout là xuyên suốt đây. Mình có từ throughout là xuyên suốt ha. Thì sẽ chạy liên tục ở suốt ngày. We apologize, chúng tôi xin lỗi cho bất kỳ cái sự inconvenience. Mình có từ inconvenience là sự bất tiện ha. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ cái sự bất tiện nào mà cái situation, mình có từ situation là tình huống hay là trường hợp.
tình huống hoặc là trường hợp ha. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ cái sự bất tiện nào mà cái tình huống này có thể cause là gây ra đó. Cause là gây ra ha. Có thể gây ra cho những khách hàng của chúng tôi. Rồi tiếp câu 147. Câu B mình có từ relocate là di dời hoặc là đổi địa điểm đấy em. Câu C mình có từ enlarge là mở rộng ha, mở rộng. Tiếp theo mình có từ vehicle là xe cộ. Vậy câu C có nghĩa là nó sẽ được mở rộng để mà có thể chứa được nhiều xe cộ hơn. Câu 148, câu A mình có từ pass là vé hoặc là thẻ ha. Ở đây parking pass là vé đỗ xe hoặc là thẻ đỗ xe đó. Câu B mình có từ entrance là cổng vào hoặc là lối vào. Câu C mình có từ additional là thêm ha. Ok. Câu 149, câu 150 đây là một cái chuỗi tin nhắn ha. Câu 149, vào lúc 9 giờ 13 phút thì Mr. Michel rất có thể là có ý gì khi ông ấy viết everything should be okay. Xe bán trước nha câu A. Ông ấy nhớ rằng đã tải một cái bản đồ đã được cập nhật cho trang web cho website. Câu B, ông ấy tin rằng khách hàng sẽ viết một cái bài review đánh giá nhận xét positive, tích cực hay là tốt ha. Câu C, ông ấy chắc rằng một cái trang web nó hoạt động đúng, nó hoạt động tốt. Câu D, ông ấy có một cái sự đề xuất cho cái việc giải quyết một cái sự phàn nàn, một cái đơn phàn nàn. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem 9 giờ 13 phút đang ở vị trí nào em nhé. Ở đây form nào, đây everything should be okay. Để hiểu được câu này có ý là gì á, mình phải đọc cái tin nhắn ở phía trước nó ha. Rồi cùng đọc tin nhắn lúc 9 giờ 10 phút em nhé. Shankar nói rằng tôi đã nhận được một cái sự phàn nàn, một cái lời phàn nàn từ khách hàng và trang web của chúng ta vào ngày hôm qua. Tôi đang tự hỏi là liệu rằng bạn có thời gian để mà look into, để mà kiểm tra nó bây giờ hay không. Thì Michelle nói rằng có phải là cái sự phàn nàn về cái trang web frequently asked questions, những câu hỏi thường được hỏi, những câu hỏi thường gặp của chúng ta hay không. Tôi cuối cùng đã hoàn tất cái việc chỉnh sửa nó vào tối hôm qua rồi. Mọi thứ thì ổn. Vậy everything should be okay có nghĩa là gì vậy em? Có nghĩa là Michelle đảm bảo rằng á, là cái trang web frequently asked questions này nè, nó ổn. Bởi vì ông ấy đã hoàn tất cái việc sửa nó vào tối hôm qua rồi. Phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? Câu D có từ complaint là phàn nàn. Chỗ này cũng đang nói về việc phàn nàn. Nhưng câu D là gì? Ông ấy có một sự đề xuất. Michelle có một cái sự đề xuất về việc giải quyết cái sự phàn nàn này. Ông ấy có đưa ra đề xuất gì không em? Không ha. Vậy đáp án là câu C phải không? Ông ấy đảm bảo rằng cái trang web á, thì nó hoạt động đúng, hoạt động tốt ha. Bởi vì ông ấy vừa mới chỉnh sửa xong mà. Phải không nào? Đáp án là câu C. Câu 150. Vì khách hàng đã gặp phải cái vấn đề gì với cái trang web? Vậy từ khóa chính là problem phải không nào? Xe bán trước nha câu A. Locating, tìm kiếm cái menu, yêu cầu thông tin của khách hàng. Câu B, hiểu về cái return policy, chính sách đổi trả sản phẩm. Câu C, đọc cái feedback, phản hồi của người sử dụng. Câu D, xem những cái bức ảnh của một số cái hàng hóa. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem từ khóa là problem để ở vị trí nào em nha. Ở đây form nào, tin nhắn tiếp theo luôn đó. Đây có từ problem nè, đọc cái này em nha. Shankar nói rằng thật là một cái tin tốt, nhưng mà cái vấn đề actually thật sự là liên quan đến cái trang content, trang nội dung của cái cửa hàng. Khách hàng mention that đề cập rằng là một số cái hình ảnh của cái sản phẩm mới nhất của chúng ta thì không có loading được, không có tải được. Và cái vấn đề là gì vậy em? À là hình ảnh của cái sản phẩm mới nhất không có tải được nên khách hàng không có xem được phải không nào? Vậy đáp án chính là câu D ha, là gặp vấn đề với việc xem những cái hình ảnh của một số cái sản phẩm được không nào? Sẽ cùng nhau hãy tóm lại những từ thường xảy ra thi trong bài này game nhé. Thứ đầu tiên, Shankar nói rằng tôi đã nhận được cái sự phàn nàn của khách hàng về trang web của chúng ta vào ngày hôm qua. I was wondering, mình có từ wonder là tự hỏi đây. Tôi tự hỏi liệu rằng bạn có thời gian để mà look into. Mình có từ look into là kiểm tra hay là nghiên cứu ha. Bạn có thời gian để mà kiểm tra nó bây giờ hay không? Thì Michelle nói rằng có phải là cái sự phàn nàn về cái trang web frequently asked questions, những câu hỏi thường được hỏi hay những câu hỏi thường gặp của chúng ta hay không? Cuối cùng tôi đã hoàn tất cái việc fixing. Mình có động từ fix là sửa chữa đây. Tôi đã hoàn tất cái việc sửa chữa nó vào tối hôm qua. Mọi thứ thì ổn. Shankar nói rằng thật là một tin tốt, nhưng mà cái vấn đề actually là thực sự hay là thực tế đây. Cái vấn đề thực sự nó concern. Mình có từ concern là liên quan tới ha. Concern liên quan tới. Cái vấn đề nó thật sự là liên quan tới cái trang content. Mình có từ content là nội dung đây. Nội dung ha, content nội dung. Nó liên quan đến cái trang nội dung của cửa hàng. Khách hàng đã đề cập rằng là có một số cái hình ảnh của những cái sản phẩm mới nhất của chúng ta nó không có tải được. Michelle nói rằng
Nếu mà là tối ngày hôm qua đó thì có lẽ là bởi vì chúng tôi đang cập nhật, đang update, đang cập nhật những cái bức ảnh. Nhưng mà tôi sẽ double check, sẽ kiểm tra lại cái trang và get back to you, phản hồi lại cho bạn right away, ngay lập tức. Shankar nói rằng fantastic, thật là tuyệt, cảm ơn sự giúp đỡ của bạn. Câu 149, câu B mình có từ positive. Mình có từ positive là tích cực hay là tốt đây? Review là bài nhận xét đánh giá ha, nhận xét đánh giá tích cực hay là tốt. Câu C mình có từ function. Function danh từ là chức năng, còn động từ là hoạt động chức năng ha. Properly là đúng đắn hay là thích hợp đây? Câu D mình có từ suggestion, có nghĩa là sự đề xuất hay là sự đề nghị ha. Suggestion, sự đề xuất hay là sự đề nghị. Address, danh từ là địa chỉ hoặc là bài diễn văn. Còn động từ là giải quyết ha. Ở đây có nghĩa là giải quyết đây. Câu D có nghĩa là ông ấy có một cái sự đề xuất để mà giải quyết cái sự phàn nàn. Câu 150, câu B mình có từ return policy là chính sách đổi trả sản phẩm ha. Câu D mình có từ good mà có S ở phía sau là danh từ. Goods là hàng hóa hay là sản phẩm đây. Hàng hóa ha. Ok. Câu 151 đến câu 152, đây là một cái flyer, tờ rơi, tờ bướm quảng cáo ha. Câu 151, cái điều gì được nói về tidy up time, về từ khóa chính là cái tên riêng này phải không nào? Xe bán trước nha câu A, nhân viên của nó thì không có lau dọn các phòng tắm. Câu B, nó chỉ phục vụ cho những cái loại nhà certain nhất định nào thôi. Câu C, nó không cung cấp dịch vụ vào ngày cuối tuần. Câu D, nó cung cấp giảm giá cho dịch vụ thường xuyên. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau xem từ khóa là tidy up time đang ở vị trí nào em nha. Ở đây form nào ngay từ bài luôn. Vậy bây giờ mình đọc từ đầu nhé em. The snow, tuyết đang tan. Và điều này có một cái ý nghĩa là mùa xuân đã đến. It's time, đã đến lúc để mà clear away, dọn dẹp tất cả những cái bụi bẩn mà nó chồng chất qua mùa đông. Và throw away, ném đi tất cả những cái đồ vật cũ mà bạn không cần. Đây có thể là những cái công việc challenging, khó khăn, thách thức. Vì thế tại sao không nhờ những nhân viên dọn dẹp của Tidy Up Time để mà làm công việc này cho bạn? Chưa đáp án form nào được tiếp nha. Chúng tôi tính giá theo ngày hoặc là theo giờ. Đối với ngày thì là 7 giờ một ngày. Cho cái việc dọn dẹp one time là một lần và cung cấp 10% giảm giá cho những khách hàng, những ai mà thanh toán cho cái việc lau dọn regular là thường xuyên, hàng tuần hoặc là hàng tháng. Vậy có nghĩa là gì vậy em? À, những khách hàng, những ai mà sử dụng dịch vụ thường xuyên sẽ nhận được giảm giá là 10%, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? Chỉ có thể là câu đi thôi, phải không? Là nó cung cấp giảm giá cho cái dịch vụ thường xuyên ha. Ok. Câu 152, dịch vụ gì thì được cung cấp đối với trường hợp có thêm phí, về từ khóa chính là additional charge form nào. Xe bán trước nha câu A. Mình có từ garments là quần áo đen. Câu A là giặt giũ quần áo ha. Câu B, disinfecting là vệ sinh á, vệ sinh những cái căn phòng. Câu C, thu gom những cái đồ vật mà không mong muốn. Câu D, lau chùi cửa sổ. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhờ xem additional charge nằm ở vị trí nào em nhé. Sẽ cùng nhờ tiếp các em nhé. Ở đây mình có cụm lệnh at no extra charge là không có tốn thêm phí, không phải form nào, giờ tiếp đi em. Ở đây form nào for an extra fee là đối với trường hợp mà thêm phí đó, dịch câu này nha, thì chúng tôi cũng có thể thực hiện những dịch vụ khác, ví dụ như là làm sạch thảm nè, mattresses, upholstery, cũng như là giặt giũ và ủi quần áo. Vậy thì em xem nè, giặt giũ và ủi quần áo sẽ tốn thêm phí form nào, vậy đáp án là câu nào vậy? À, câu A phải không? Là giặt giũ garments là quần áo ha. Sẽ cùng nhau hãy tóm lại những từ rất quan trọng và được highlight trong bài này kem nha. Đây là một cái tờ rơi từ bướm quảng cáo của công ty Tidy Up Time. The snow, tuyết thì đang melting. Mình có động từ melt là tan chảy đây. Tuyết thì đang tan và điều này có một cái ý nghĩa là mùa xuân đã đến. It's time, đã đến lúc để mà clear away, dọn dẹp tất cả những bụi bẩn mà nó đã chất chồng qua mùa đông. Và throw away, ném đi tất cả những cái đồ vật cũ mà bạn không cần nữa. Đây có thể là những cái task, là nhiệm vụ hay là công việc đây. Challenging là thách thức hay là khó khăn ha. Đây có thể là những cái nhiệm vụ, những cái công việc khó khăn. Vì thế, tại sao không nhờ những cleaners, những nhân viên dọn dẹp của công ty Tidy Up Time để mà làm cái công việc này cho bạn? We charge, chúng tôi tính phí, tính giá theo ngày, theo giờ. Theo ngày là 7 giờ một ngày ha, cho cái việc dọn dẹp một lần và cung cấp 10% discount, giảm giá cho những khách hàng, những ai mà thanh toán cái việc dọn dẹp regular là thường xuyên hoặc là đều đặn đấy. Regular, thường xuyên hoặc là đều đặn ha. Hàng tuần hoặc là hàng tháng.
cái gói standard, mình có từ standard là tiêu chuẩn đây. Standard, tiêu chuẩn ha. Cái gói tiêu chuẩn của chúng tôi thì bao gồm sanitizing, mình có động từ sanitize, có nghĩa là làm vệ sinh ha. Bao gồm làm vệ sinh entire là toàn bộ đây. Entire, toàn bộ ha. Bao gồm làm vệ sinh toàn bộ ngôi nhà của bạn. Mà công việc này thì involves là gồm hay là bao hàm ha. Công việc này thì gồm cái việc là hút bụi, quét bụi, từng cái surface là bề mặt đây. Surface danh từ là bề mặt ha. Lau bụi, hút bụi từng cái bề mặt và wiping down, mình có từ wipe down là lau chùi á, và lau chùi tất cả những cái cửa sổ. In addition, thêm vào đó, không cần tốn phí thêm, chúng tôi cũng có thể giúp bạn gather up, thu thập những cái đồ vật không mong muốn, không cần nữa và đặt chúng vào những cái túi hay là những cái hộp. Đối với trường hợp mà có thêm phí thì chúng tôi cũng sẽ perform là thực hiện đây. Perform là thực hiện ha. Perform trong lĩnh vực nghệ thuật có nghĩa là trình diễn, nhưng mà perform có nghĩa là thực hiện nữa nha em nha. Chúng tôi cũng có thể thực hiện những cái services, dịch vụ khác. Ví dụ như là lau chùi làm sạch những cái carpets là thảm đen, mattresses là nệm hay là đệm ha. Và upholstery là những cái đệm mà bọc gói, những cái nệm mà bọc vào ghế đây, những cái đệm bọc ghế ha. Cũng như là giặt giũ và iron, mình có từ iron là ủi là quần áo đây. Ủi là ha. Và ủi là clothes, quần áo, khăn tắm và linens. Mình có từ linens có nghĩa là khăn trải giường hay là khăn trải bàn ha. Rồi, để có thông tin về giá cả và dịch vụ thì hãy truy cập vào website của chúng tôi. Câu 151, câu B mình có từ certain. Certain á, thường gặp có nghĩa là chắc chắn, nhưng ngoài có nghĩa là chắc chắn nó còn có nghĩa là nào đó ha, nhất định hay là nào đó. Vậy câu B có nghĩa là nó chỉ phục vụ cho những cái loại nhà nhất định nào đó, em hiểu không? Rồi tiếp qua 152, câu A mình có từ garment là trang phục hay là quần áo đây. Đây là nên biết nha, garment, trang phục hay là quần áo. Rồi tiếp câu B mình có từ disinfect. Động từ disinfect nó bằng nghĩa với từ sanitize, có nghĩa là làm vệ sinh đây. Sanitize bằng với lại disinfect, làm vệ sinh hay là tẩy uế ha. Câu B là làm vệ sinh những cái căn phòng, được không nào? Câu 153 đến câu 155, đây là cái thông tin từ một cái manual, quyển sách hướng dẫn ha. Câu 153, theo những cái quyển sách hướng dẫn thì cái interface, giao diện của dashboard có thể làm gì? Và từ khóa chính là dashboard interface, phải không nào? Xe bản trước nha câu A, display thể hiện cái sự tiêu thụ nhiên liệu. Câu B, cung cấp directions, sự chỉ dẫn, sự chỉ đường cho xe chạy. Câu C, đọc cái nhiệt độ ở bên ngoài. Câu D, cung cấp assistance, sự hỗ trợ về việc đổ xe. Rồi mình cùng vào xem từ khóa này đang ở vị trí nào em ha. Câu đầu tiên mình vào từ đầu luôn nha. Rồi ở đây form nào có từ dashboard, ở phía dưới có từ interface, đọc hai câu này nha em. Việc sử dụng cái dashboard của Roadrunner Sedan số 12 thì chưa bao giờ dễ dàng hơn. So với cái mẫu vào năm ngoái, thì chiếc xe hơi này features có một cái interface giao diện màn hình cảm ứng innovative mà nó cho phép bạn control, điều khiển những cái operations, nhiều cái hoạt động thao tác khác nhau. Chú các bạn đọc tiếp nha. Những cái hoạt động thao tác này thì bao gồm việc nghe nhạc nè, finding your way, tìm kiếm đường đi với cái hệ thống GPS. Vậy thì em xem cái giao diện nó cho phép tìm kiếm đường đi với cái hệ thống GPS. Vậy đáp án là câu nào vậy em? Câu B phải không nào? Là nó cung cấp cái sự chỉ dẫn, chỉ đường cho xe chạy ha. Đáp án là câu B. Câu 154, the manual, quyển sách hướng dẫn nói gì về việc connecting, kết nối với một cái cell phone, điện thoại di động. Vậy từ khóa chính là connect cell phone, phải không nào? Xe bán trước nha câu A. Nó có thể là mất một vài phút để set up là thiết lập. Câu B, nó có thể là incompatible, không có tương thích với một số mẫu. Câu C, nó là một cái feature, tính năng mà phải tốn thêm phí, mất thêm phí. Câu D, nó requires, nó yêu cầu sử dụng dây cáp. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem từ khóa là connect cell phone đang ở vị trí nào em nhé. Giờ tiếp nha. Phần còn lại của đoạn số 1 có không em? Không có nói gì đến kết nối điện thoại di động cả, phải không nào? Đoạn số 2 luôn nha. Cũng không có luôn, phải không em? Đoạn số 3 đi. À, đoạn số 3 có từ connect là kết nối nè. Mobile phone là điện thoại di động, nó bằng với từ cell phone đó. Phải đọc câu này em nha. Để kết nối điện thoại di động của bạn hoặc là bất kỳ cái device, thiết bị nào khác với cái dashboard thì hãy cắm một cái đầu của cable, của dây cáp USB
vào cái thiết bị và cái đầu còn lại thì cắm vào cái cổng USB của xe. Vậy có nghĩa là để kết nối cái điện thoại di động đấy em thì phải sử dụng cái gì? Sử dụng cái dây cáp phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em hả? Câu đi ha, nó yêu cầu cái việc sử dụng một cái dây cáp. Câu 155, ở vị trí nào để đánh số 1, 2, 3, 4 thì câu sau thuộc về. Đọc câu đầu kép trước nha. Select, hãy chọn cái path, cái đường đi ưa thích của bạn từ những cái sự lựa chọn được cung cấp. Vậy câu này đang nói về đường đi và những cái sự lựa chọn, phải không nào? Sau khi hiểu rõ câu này rồi á, thì mình sẽ đọc những cái câu ở phía trước cái vị trí được đánh số, xem câu nào liên kết với câu này về mặt ý nghĩa. Vị trí số 1 trước nha em. Ở đây form nè, rồi đọc cái câu ở phía trước nha, câu này đọc rồi, đọc nhanh lại nha em. So với cái mẫu vào năm ngoái đó, thì cái chiếc xe hơi này nó feature, nó có cái interface, giao diện màn hình cảm ứng, innovative, mà nó cho phép bạn control, điều khiển nhiều cái operations, cái hoạt động, cái thao tác khác nhau. Không có liên quan form nào, không nói gì đến cái sự lựa chọn hay là cái con đường cả. Rồi, phải mình dò tiếp về đứa số 2 em nha. Ở đây form nào, đọc câu ở phía trước nha. Simply, đơn giản là hãy type. Hãy đánh máy nhập vào cái destination, điểm đến của bạn, hoặc là nói cái điểm đến của bạn lên. Và several, một vài cái routes, cái tuyến đường sẽ được suggested, sẽ được đề xuất. Rất là liên kết phải không nào? Có một vài cái tuyến đường, cái đường đi sẽ được đề xuất. Và hãy chọn cái path, cái đường đi, cái con đường mà ưa thích của bạn từ những cái sự lựa chọn được cung cấp. Rất là liên kết luôn rồi phải không nào? Vậy đáp án là vị trí số 2, câu B ha. Sẽ cùng nhau hệ thống là những từ rất quan trọng được highlight trong bài này các em nhé. Cùng dịch nào. Using, cái việc sử dụng dashboard là bảng đồng hồ trên xe hơi đấy em. Việc sử dụng cái bảng đồng hồ của Roadrunner Sedan 12 chưa bao giờ dễ dàng hơn. So với cái mẫu vào năm ngoái thì chiếc xe hơi này feature, mình có từ feature động từ là có đây. Có cái interface, danh từ là giao diện ha. Giao diện màn hình cảm ứng, innovative là có tính đổi mới hoặc là tân tiến hiện đại. Cô dịch lại, cái chiếc xe hơi này nó có cái giao diện màn hình cảm ứng tân tiến mà nó cho phép bạn quản lý, điều khiển nhiều cái operations, hoạt động thao tác khác nhau. Những cái này thì bao gồm việc nghe nhạc nè, tìm kiếm đường đi với cái system, cái hệ thống định vị toàn cầu GPS, nói chuyện điện thoại, điều chỉnh cái temperature, cái nhiệt độ và còn nhiều hơn thế nữa. The first time, lần đầu, bạn đặt cái chìa khóa vào cái ignition. Mình có từ ignition là ổ khóa khởi động nè. Lần đầu tiên bạn đặt cái chìa khóa vào trong cái ổ khóa khởi động xe, thì cái interface là cái giao diện á, nó sẽ xuất hiện và prompt, mình có động từ prompt là thúc đẩy đấy. Thúc đẩy nhanh chóng ha. Nó nhanh chóng thúc đẩy bạn select, chọn một cái ngôn ngữ. Một khi mà bạn hoàn tất cái việc này, bạn có thể thoải mái sử dụng cái system, cái hệ thống. Each, mỗi cái feature, mình có từ feature danh từ là tính năng em. Động từ là có, danh từ là tính năng ha. Mỗi tính năng của cái giao diện này á, thì nó được represented. Mình có từ represent là đại diện. Mỗi tính năng của cái giao diện này thì được đại diện bằng một cái icon. Ví dụ như là để mà access, truy cập vào cái hệ thống GPS, đơn giản là hãy press, là nhấn nè. Hãy nhấn cái icon, bản đồ. Cái này sẽ bring up, sẽ dẫn đến, sẽ khởi động một cái bản đồ với một số cái nút. Đơn giản là hãy nhập, hãy đánh máy nhập vào cái destination. Mình có từ destination là điểm đến nè. Destination, điểm đến ha. Hãy đánh máy nhập vào cái điểm đến của bạn, hoặc là say, là nói cái điểm đến của bạn lên. Và several, một vài cái routes là tuyến đường nè. Một vài tuyến đường sẽ được suggested, sẽ được đề xuất. To access, để mà truy cập những cái function, mình có từ danh từ function là chức năng nè. Function là chức năng ha. Để mà truy cập những cái chức năng khác thì hãy nhấn vào cái nút menu, hoặc là nhấn vào cái arrow, mình có từ arrow là mũi tên á. Hoặc là hãy nhấn vào cái mũi tên trở lại để mà return trở lại cái trang chính. To connect, để kết nối điện thoại di động của bạn, hoặc là bất kỳ cái device là thiết bị đem, hoặc là bất kỳ cái thiết bị nào khác. Với cái dashboard, cái bảng đồng hồ, thì hãy cắm một cái đầu của cái cable, cái dây cáp USB vào trong cái thiết bị, và cái đầu còn lại thì cắm vào cái port, cái cổng USB của xe. Once, một khi mà nó được insert, mình có từ insert là chèn vào, cắn vào đấy, chèn vào hay là gắn vào ha. Một khi nó được chèn vào, cắn vào, thì một cái dòng tin là device found, thiết bị được tìm thấy, sẽ xuất hiện. Nếu bạn muốn nghe nhạc thì đơn giản là hãy chọn cái bài hát trên thiết bị của bạn và bấm vào cái nút play. Vui lòng hãy chú ý rằng cái bảng đồng hồ và tất cả những cái functions, những cái chức năng sẽ switch off, mình có từ switch off là tắt đi, sẽ tắt automatically, một cách tự động.
Khi mà cái vehicle là xe cộ nè, ignition cái ổ khóa khởi động của chiếc xe nó đã được turn off là tắt. Cái điều này được thiết kế để mà prevent là ngăn chặn nè, prevent ngăn chặn ha. Cái này được thiết kế để mà ngăn chặn cái battery, cái bình ắc quy của chiếc xe nó khỏi cái việc mất nguồn, được không nào? Sở tiếp, câu 153, mình có từ manual là quyển sách hướng dẫn đây. Manual là sách hướng dẫn ha. Sổ hướng dẫn là sách hướng dẫn. Câu A mình có từ display, thường gặp có nghĩa là trưng bày, nhưng mà có nghĩa là trưng bày thì display cũng có nghĩa là hiển thị nữa ha. Consumption, danh từ là sự tiêu thụ đây. Consumption, sự tiêu thụ ha. Fuel là nhiên liệu, về câu A là hiển thị ở cái sự tiêu thụ nhiên liệu. Câu B mình có từ direction là sự chỉ dẫn hay là sự chỉ đường ha. Câu D mình có từ assistance là sự hỗ trợ, sự giúp đỡ đây. Sự giúp đỡ hay là sự hỗ trợ ha, assistance. Ok, câu 154, câu A mình có từ setup là thiết lập hay là bố trí. Câu B mình có từ incompatible. Compatible là tương thích, còn incompatible là không tương thích ha. Không hợp nhau hay là không tương thích, được không nào? Câu 155, mình có từ path là đường đi hay là hướng đi đấy, con đường, đường đi đó ha. Ok. Câu 156 đến câu 159, đây là một cái trang web ha. Câu 156, the main purpose, mục đích chính của cái trang web là gì? Đối với dạng câu hỏi về mục đích thì mình đọc đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hỏi đoạn cuối nha em. Câu A trước nào, to promote, để quảng bá, quảng cáo một cái khóa học ngôn ngữ. Câu B, to announce, thông báo một cái vị trí trống cần tuyển người vào ha. Câu C, giải thích giá cả cho một cái dịch vụ. Câu D, cung cấp cái description, sự miêu tả, mô tả của một doanh nghiệp, công ty. Sau bây giờ mình vào đoạn đầu của cái trang web trước em nha. Cùng dịch nào. Network là mạng lưới này, interpreter là biên phiên dịch, international quốc tế, mạng lưới biên phiên dịch quốc tế, tìm ra các người biên phiên dịch phù hợp nhất cho nhu cầu của bạn. Discover, tìm ra các nguồn tài liệu cũng như là các website dịch thuật. Chúng tôi cung cấp dịch vụ translation dịch thuật cho hơn 30 ngôn ngữ. Tìm kiếm theo ngôn ngữ, tìm kiếm chung, đây là thanh tìm kiếm ha. Và đây chính là cái trang web của một cái công ty cung cấp dịch vụ dịch thuật, phải không nào? Phải đang ở một home là trang chủ. Sẽ mình đọc một vài câu đầu tiên thử em nha. Chúng tôi đã compile, đã soạn ra một cái mạng lưới rộng lớn, những expert, những chuyên gia được đào tạo, những người mà nói tiếng Anh và thêm một hoặc nhiều hơn một cái ngôn ngữ khác. Tất cả những chuyên gia của chúng tôi thì có thể translate, dịch những cái communications, những cái đoạn giao tiếp oral bằng lời nói sang hoặc là từ tiếng Anh, sang tiếng Anh hoặc là từ tiếng Anh. Vậy nó đang làm gì vậy em? Em xem nè. Câu A đang quảng cáo một cái khóa học, có không? Không có phải không nào? Câu B đang thông báo một cái vị trí việc làm cần tuyển vào, cần tuyển người, cũng không có luôn phải không nào? Câu C giải thích giá cả, cũng không có luôn. Đáp án là câu nào vậy em? À, câu D ha. Nó đang cung cấp một cái sự miêu tả, có nghĩa là đang miêu tả, đang mô tả về một cái doanh nghiệp, công ty, và cụ thể đây là công ty cung cấp dịch vụ dịch thuật, phải không nào? Câu 157, what is true, điều gì đúng về translators, những phiên dịch viên ở International Interpreter Network? Về từ khóa chính là translator, phải không nào? Sẽ bán trước nha, tất cả họ đó thì thành thạo ít nhất là 3 ngôn ngữ. Câu ai đúng hay sai vậy? Sai phải không nào? Lúc nãy mình dịch rồi em nhớ không? Đây nè, chúng ta đã soạn ra một cái mạng lưới những chuyên gia được đào tạo, những người mà có thể nói được tiếng Anh là một ngôn ngữ nè, và thêm một hoặc nhiều hơn những cái ngôn ngữ khác, có nghĩa là ít nhất họ thành thạo 2 ngôn ngữ chứ không phải 3, phải không nào? Vậy câu A là sai ha. Tiếp câu B nha. Họ học chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ ở trong cái trường đại học. Câu C, một số người trong bọn họ có thể translate, dịch những cái đoạn giao tiếp, những cái thông tin dưới dạng hình thức lời nói và dưới dạng viết. Câu D, họ đã publish, xuất bản những quyển sách của riêng họ nhiều hơn một lần. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dọc tiếp xem cái bài này nói gì về translators em nha. Đọc tiếp ha. A select few, một số người á thì có thể, thì cũng có thể translate, dịch những cái tài liệu dưới hình thức viết, ví dụ như là sách, sổ hướng dẫn và trang web. Vậy thì em xem là câu phía trước nó nói gì em nhớ không? Tất cả những chuyên gia của chúng tôi có thể translate, dịch những cái đoạn giao tiếp, những cái thông tin dưới hình thức oral bằng lời nói đây. Vậy có nghĩa là sẽ có một số người vừa dịch được những cái thông tin dưới dạng lời nói mà cũng vừa được dịch được những cái thông tin dưới dạng hình thức viết, dưới dạng văn bản, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, câu C, phải không? Một số người trong bọn họ thì có thể translate, dịch những cái thông tin, những cái đoạn giao tiếp dưới dạng hình thức lời nói và dưới dạng văn bản, dưới dạng viết ha. Đáp án là câu C. Câu 158,
How, làm thế nào, bằng cách nào thì các organization, cái tổ chức này nó maintain, duy trì được cái quality, chất lượng dịch vụ của nó. Vậy từ khóa chính là maintain quality service, phải không nào? Sẽ bán trước nha cô A, bằng việc tuyển những cái nhân viên mà có bằng cấp chứng chỉ giảng dạy. Cô B, bằng việc tổ chức những cái buổi đào tạo hàng tháng. Cô C, bằng cách gathering, thu thập những cái assessment, sự đánh giá từ khách hàng. Cô D, bằng việc implement, thực hiện cái hệ thống peer evaluation. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau xem từ khóa là maintain quality service ở vị trí nào em nhé. Chờ tiếp nào. Ở đây form nào có từ quality là chất lượng, nên em đọc câu này thử nha. This is, cái điều này là để facility, assurance, cái sự đảm bảo về mặt chất lượng, và ensure, đảm bảo rằng chúng tôi tiếp tục cung cấp dịch vụ tốt nhất. Vậy điều này là điều gì? Với em phải đọc cái câu ở phía trước mới biết được ha. Sau mỗi cái project, cái dự án kết thúc thì chúng tôi collect, thu thập evaluations, những cái sự đánh giá từ khách hàng của chúng tôi. Và cái điều này nè, và điều này chính là cái điều mà thu thập sự đánh giá từ khách hàng, phải không nào? Là để facilitate cái sự đảm bảo về chất lượng. Vậy đáp án là câu nào vậy em? Bằng cách nào mà nó duy trì được chất lượng của nó? À, bằng cách thu thập sự đánh giá từ khách hàng, phải không nào? Đáp án là câu câu C ha. Và ở đây mình có những cái từ đồng nghĩa, ví dụ như là từ assessment là sự đánh giá, nó bằng nghĩa với từ evaluation đấy em. Customer là khách hàng, nó bằng với từ client ha. Đáp án là câu C. Câu 159 ở vị trí nào để đánh số 1234 thì câu sau thuộc về. Đọc câu đầu kép trước nha. To begin, để bắt đầu, hãy click vào cái nút Request an interpreter, yêu cầu một người biên phiên dịch. Rồi, bây giờ mình sẽ đọc những cái câu ở phía trước cái vị trí để đánh số, xem câu nào liên kết với câu này về mặt ý nghĩa em nha. Vị trí số 1 trước nào. Ở đây phải không? Đọc câu ở phía trước trước nha. Tất cả những chuyên gia của chúng tôi thì có thể translate, dịch những cái thông tin, những cái đoạn giao tiếp oral bằng lời nói sang tiếng Anh hoặc từ tiếng Anh, không có liên kết form nào. Vị trí số 2 đi em, đọc câu ở phía trước nha. Sau mỗi cái project, cái dự án được kết thúc đó, thì chúng tôi thu thập evaluations, những cái sự đánh giá từ khách hàng của chúng tôi, cũng không có liên kết luôn. Vị trí số 3 đi em, ở đây ha, đọc câu ở phía trước nào. The whole process, toàn bộ cái quá trình để mà có được, nhận được dịch vụ của chúng tôi á, thì có thể được carry out, được tiến hành, thực hiện trên website của chúng tôi, làm cho khách hàng dễ dàng locate, tìm được cái người biên phiên dịch phù hợp nhất cho công việc. Em nói với câu ở phía dưới xem. Để bắt đầu, hãy click vào cái nút yêu cầu một người biên phiên dịch. Rất là liên kết phải không nào? Tại vì cái câu ở phía trước á, đang nói về việc tìm kiếm một cái người biên phiên dịch phù hợp. Cái câu ở phía sau nó nói là gì em? Request, yêu cầu có được một cái người biên phiên dịch, rất là liên kết phải không nào? Ok, vậy đáp án là câu C ha, vị trí số 3. Sẽ cùng nhau hệ thống lại những từ rất quan trọng trong bài này các em nha. Mạng lưới interpreter là phiên dịch viên, international quốc tế, mạng lưới phiên dịch viên quốc tế, tìm kiếm cái người phiên dịch viên phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Discover là tìm ra hay là khám phá ha. Tìm ra những cái nguồn tài liệu cũng như là cái website dịch thuật. Chúng tôi cung cấp dịch vụ dịch thuật cho hơn 30 ngôn ngữ, đó là thanh tìm kiếm theo ngôn ngữ, tìm kiếm chung. Home là trang chủ, dịch vụ cung cấp những cái ngôn ngữ mà họ dịch thuật ha, yêu cầu một cái người phiên dịch. Trang web này đang ở mục home là trang chủ đấy em. Chúng tôi đã compile, mình có từ compile, động từ là soạn hay là biên soạn ha. Chúng tôi đã soạn, đã tạo ra một cái map, một cái network, một cái mạng lưới vast, rộng lớn. Những cái expert là chuyên gia đấy em, đã được đào tạo, những người mà nói tiếng Anh và thêm một hoặc nhiều hơn một ngôn ngữ nữa. Mình có từ additional là thêm đấy. Tất cả những chuyên gia của chúng tôi thì có thể translate là dịch ha, động từ translate là dịch thuật. Có thể dịch những cái communication, những cái đoạn giao tiếp, những cái mẫu thông tin oral là dưới hình thức lời nói đó, bằng hình thức nói sang tiếng Anh hoặc là từ tiếng Anh. Một số người khác thì cũng có thể translate, dịch những cái materials, tài liệu dưới hình thức viết, dưới hình thức văn bản. Ví dụ như là books là sách nè, manuals là quyển hướng dẫn đem, những cái quyển sổ hướng dẫn ha, và website là trang web. Mỗi interpreter, mỗi cái người phiên dịch viên á, trong cái mạng lưới của chúng tôi thì đã pass, đã vượt qua một cái bài kiểm tra ngôn ngữ thorough. Mình có từ thorough là toàn diện hay là kỹ lưỡng ha. Đã vượt qua một cái bài kiểm tra ngôn ngữ toàn diện và đã hoàn tất cái khóa đào tạo những cái kỹ năng interpretation là biên phiên dịch. Sau mỗi cái dự án conclude là kết thúc đây. Sau mỗi cái dự án mà được kết thúc thì chúng tôi thu thập evaluation là sự đánh giá ha. Chúng tôi thu thập những cái sự đánh giá từ khách hàng của chúng tôi. Cái điều này là để facilitate, mà cái từ facilitate là tạo điều kiện, giúp hay là hỗ trợ ha.
Đây là để cái điều này là để tạo điều kiện hay là giúp assurance là cái sự đảm bảo về mặt chất lượng và ensure đảm bảo rằng chúng tôi tiếp tục cung cấp dịch vụ tốt nhất. The whole process, mình có từ process là quá trình ha, toàn bộ cái quá trình để mà secure là có được hay là lấy được đó em. À, toàn bộ cái quá trình để mà có được, nhận được dịch vụ của chúng tôi thì có thể được carry out là tiến hành hay là thực hiện ha, theo website của chúng tôi. Nó làm cho khách hàng dễ dàng locate, mình có từ locate là tọa lạc, ngoài có nghĩa là tọa lạc có nghĩa là tìm kiếm nữa em. Locate có nghĩa là tìm kiếm nữa ha. Làm cho khách hàng dễ dàng tìm kiếm được translator hoặc là interpreter. Sự khác nhau giữa translator và interpreter là gì? Translator là cái người mà phiên dịch, chuyên phiên dịch về cái văn bản dạng viết đem, những cái thông tin dạng viết ha. Còn interpreter là cái người mà chuyên dịch về cái thông tin mà dạng lời nói ha. Một cái người là dịch theo dạng lời nói, một người là dịch theo dạng viết. Translator là dịch theo dạng văn bản dạng viết, interpreter là dịch theo dạng lời nói, được không nào? Để mà tìm kiếm cái người bên phiên dịch phù hợp nhất, mình có từ suit là phù hợp đem, phù hợp nhất cho cái công việc. Hãy điền vào cái form online và nói cho chúng tôi biết về cái dự án của bạn hoặc là cái nhu cầu của cái sự kiện của bạn. Chúng tôi sẽ obtain là có được hay là tìm được đem. Chúng tôi sẽ tìm được cái người interpreters, những cái người bên phiên dịch phù hợp nhất, giỏi nhất ở trong cái mạng lưới của chúng tôi dành cho bạn. Price, cái giá cả thì vary, mình có từ vary là khác nhau đấy. Cái giá cả thì có thể là khác nhau, depending on là phụ thuộc vào cái người bên phiên dịch và cái requirements là những cái yêu cầu của công việc ha. Rồi bạn có muốn trở thành một cái người bên phiên dịch trong cái mạng lưới của chúng tôi hay không? Hãy click vào đây. Có 156 câu ai mình có từ promote. Promote có 3 nghĩa rất thường gặp. Thứ nhất là thăng tiến, thứ hai là quảng cáo và thứ ba là thúc khuyến mãi ha. Thì ở đây có nghĩa là quảng cáo, quảng bá đây. Ở đây là quảng cáo hay là quảng bá ha. Ok, câu A là quảng cáo, quảng bá, một cái khóa học ngôn ngữ. Câu B mình có từ job vacancy. Mình có từ vacancy là vị trí trống hay là chỗ trống đây. Job là nghề nghiệp, việc làm. Vậy job vacancy là một cái vị trí việc làm đang còn trống, cần tuyển người vào ha. Rồi câu C mình có từ description là sự miêu tả hay là sự mô tả. Câu 157, câu A mình có từ fluent là thành thạo đây. Fluent in là thành thạo trong cái gì ha? Fluent in là thành thạo. Câu A là tất cả họ thành thạo ít nhất là 3 ngôn ngữ. Câu B mình có từ major in là chuyên về ha? Chuyên về cái ngành gì? Chuyên về. Ok. Rồi câu C, câu D mình có từ publish là xuất bản nè. Publish là xuất bản ha. Câu 158, câu A mình có từ certificate là chứng chỉ hay là chứng nhận ha? Teaching certificate là cái chứng chỉ giảng dạy. Được không nào, cái bằng cấp giảng dạy ha. Câu C mình có từ assessment là sự đánh giá đây. Nó bằng với từ evaluation ha, sự đánh giá. Rồi, câu D mình có từ implement, rất là hay gặp, động từ thực thi, thực hiện. Implement, thực thi hoặc là thực hiện ha. Mình có từ peer evaluation, evaluation là đánh giá nè. Peer evaluation là đánh giá chéo, đánh giá lẫn nhau đây. Ví dụ như là trong một cái công ty thì peer evaluation là mọi người trong công ty sẽ đánh giá lẫn nhau, được không nào? Ok.